Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và viễn thông, người tiêu dùng trở nên quen thuộc và linh hoạt trong việc sử dụng các thiết bị di động và ứng dụng công nghệ. Do đó, việc chuyển đổi sang các phương thức thanh toán số trên địa bàn thành phố Lào Cai đang được các hộ kinh doanh và người tiêu dùng lựa chọn. Từ ngày cập nhật hệ thống mới, nhà hàng này tự cập nhật thông tin thanh toán ngay lập tức tại website quản trị do ngân hàng cung cấp. Như vậy giúp nhân viên bán hàng tiết kiệm thời gian và không cần đối soát thủ công như trước. Bên app của mình đang sử dụng cũng thế. Mình có thể trích xuất số dư không chỉ là ở tài khoản chính của mình mà ở tài khoản của cả bạn thu ngân và ở máy tính tiền. Như thế thì khi tiền chỉ cần bắn về là máy đã kiểm soát được rồi. Hiện tại thì ở nhà hàng của chúng tôi thì khách thanh toán 75% là thanh toán số, còn chỉ có 25% là thanh toán tiền mặt. Nhờ sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian nên việc thanh toán không dùng tiền mặt thay cho sử dụng tiền mặt ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống thường ngày. Việc tiêu dùng số có thể dễ dàng thực hiện ở bất cứ đâu, trong bất cứ khoảng thời gian nào, mọi người đều có thể thanh toán được hầu hết các loại giao dịch một cách nhanh chóng. Bây giờ mình thấy là rất là hiện đại, công nghệ mới bây giờ mình thấy rất là hiện đại. Chỉ cần có sóng wifi là mình đã thanh toán được tiền rồi. Rất là gọn nhẹ và rất là tiện. Có khi là đi mua rau cũng sử dụng qua cái tài khoản quét này. Mình thấy rất là tiện. Cùng với đó, phương thức này cũng giúp các cửa hàng, doanh nghiệp hay hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố tiết giảm chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý. Cái phần thanh toán số này thì nó rất là đơn giản đối với mọi người. Giúp cho các bạn thu ngân có thể order nhanh hơn và thanh toán nhanh và tiện lợi hơn. Khách hàng chỉ cần bỏ ra tầm khoảng 10 đến 15 giây là có thể đã thanh toán được một hóa đơn rồi. Nên là cái việc thanh toán bằng tiền mặt thì đôi khi có thể là hơi lâu hơn so với là thanh toán bằng chuyển khoản ấy. Nhờ sự tiện lợi, an toàn và những giải pháp thanh toán kết hợp với quản lý dòng tiền từ các ngân hàng đã mang lại nhiều hiệu quả trong thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước 6 tháng đầu năm nay, giao dịch thanh toán qua mã QR đã tăng hơn 104% về số lượng và hơn 99% về giá trị.